chàng không phải là người. Ta không phải là người. Vậy nàng thì sao? Nàng giăng díu với người khác ở sau lưng chồng. Thì nàng là cái gì? Nghĩa gia, sao ngài có thể nói như vậy? Nghĩa gia có biết là mở năm đã đợi ngài bao lâu rồi hay không? Ngài mãi không đến, mở ấy đành phải mặc kệ bệnh tật mà đến tìm ngài. Sao ngài lại có thể đối xử với mở ấy độc ác như vậy? Ngài có muốn nhìn thấy mở ấy chết sao? Không phải nàng nói là đã hầm cho ta bò rồi hay sao hả? Nào, đi về. Thái Vi, tại sao chàng tin tất cả mọi người mà không thể tin thiếp? Mở năm, Thái Vi, tránh ra. Mở năm. Mã đại phu đã thế nào rồi? Thân thể mở năm suy nhược, không thể chịu được đả kích. Dân, ông đã vất vả rồi. Có phải nhị gia ở đây không? Đừng. Ta không muốn gặp chàng ấy. Ta không bao giờ muốn gặp chàng ấy nữa. Ta bảo em hãy nói chàng ấy đi đi. Bảo chàng đi đi. Đều do đệ nên Thái Vi mới trở nên thế này. Đệ không có tư cách ở bên cạnh mũi ấy. Huynh hãy nhớ kỹ cho đệ, Hoàng Thái Vi là nữ nhân của đệ. Huynh tránh xa quấy ra một chút đi. Nếu không đừng có trách đệ là không nể tình anh em. Dễ chịu. Rất dễ chịu. Mai Hương à, đã mấy năm con không xoa bóp cho ta rồi. Về phương pháp, ta thấy ở Bạch Gia này không có ai có thể sánh được với con. Nghe nói gần đây là Thái Vi bệnh rất nặng, có đúng không? Nhị gia đã sai người đến Thượng Hải mời bác sĩ Dương tới. Có lẽ là hai ngày tới sẽ đến. Tình cảm giữa con và Thái Vi rất tốt, đúng không? Cũng không phải là rất tốt. Chỉ là Mai Hương đã nhìn thấy nhiều người trong lòng có nhiều toan tính, nên càng thích qua lại với những người đơn giản như là Thái Vi hơn. Nhưng trong bạch viên rộng lớn này, càng đơn thuần thì càng khó tồn tại. Giống như Quế Cầm, giống như Thái Vi. Nhưng nha đầu Bích Hà lại khiến ta rất kinh ngạc. Nữ nhân đó ăn ở hai lòng. Nếu như đặt cô ta vào vị trí đối lập với Phúc Phương thì sẽ gãy ông đập lưng ông. Hậu quả như thế nào? Thật khiến cho người ta mong đợi. Lão Thái Thái thật là cao minh. Cũng may là có con thông báo cho ta kịp thời. Nếu không, Phúc Phương đã xử lý Bích Hà từ lâu rồi. Ta làm gì có trò hay để xem nữa. Mai Phương, nhân cơ hội bọn chúng đấu đá nhau, ta muốn con hãy điều tra cho rõ ràng những khoản mục của Phúc Phương ở Bạch Gia mấy năm nay, rồi báo lại cho ta. Dân, chỉ cần trung thành với ta, cho dù sau này Bạch Gia có như thế nào, ta cũng tuyệt đối không đối xử tệ với con và Minh Nguyệt đâu.
Đã biết chưa? Mợ Năm, mợ tỉnh rồi. Có đói bụng không ạ? Em đi lấy gì cho mợ ăn nha. Thúy Bình, ta biết ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Mợ Năm, mợ đừng dọa em nữa. Mợ đừng nói những lời như vậy có được không? Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Thúy Bình, em đừng buồn vì ta. Cha mất rồi, Quế Cầm cũng mất rồi, đứa bé cũng không còn nữa. Càng Sên không tin ta. Người mà ta đã từng yêu bây giờ lại ngấm ngầm mưu tính với ta. Trên thế giới này không còn gì để lưu luyến cả. Nhưng Thúy Bình, bây giờ chỉ có em bên cạnh ta. Ta không yên tâm về em. Mợ Năm, mợ đừng bỏ lại em. Mợ đừng bỏ lại Thúy Bình có được không? Thúy Bình, chúng ta lớn lên cùng nhau. Danh nghĩa là chủ tớ, nhưng tình cảm như chị em. Cảm ơn em đã bao nhiêu năm nay đã đối xử tốt với ta như vậy. Không xa không rời. Thái Vi, không có gì để bồi đắp. Những đồ riêng của ta đều để lại cho em. Ta đã nói với Mai Hương rồi, chị ấy sẽ chuộc thân cho em. Em hãy rời khỏi Bạch Gia, cùng với Trương Mama sống một cuộc sống hạnh phúc. Em không cần, em không cần, em không cần gì cả. Em chỉ cần Mợ Năm có thể sống khỏe là được rồi. Mợ Năm, mợ đừng bỏ lại em được không? Mợ đừng bỏ lại em. Mợ đừng rời xa em. Em cầu xin mợ, mợ đừng bỏ lại em. Đừng mà Mợ Năm. Tiểu thư, tiểu thư. Mẹ, Mợ Năm. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư xấu số của tôi. Trương Mama, dì đến tiễn cháu đấy à? Con hãy nghe lời Mama nói đây. Lão gia không phải là do bọn thổ phỉ giết. Lão gia bị người ta hại chết. Trương Mama, dì nói gì vậy? Thái thái, Mã bác sĩ nói Mợ Năm đã hoàn toàn mất đi ý chí rồi. Có lẽ ra đi chỉ là chuyện ngày một, ngày hai nữa thôi. Ta luôn luôn mong chờ ngày này, nhưng không ngờ khi ngày này cận kề, trong lòng ta cũng không thấy thoải mái chút nào. Cảnh Lan, em có cảm thấy là ta rất độc ác không? Nhưng chỉ cần thái thái có một chút mềm lòng thôi, thì người phải chịu khổ, chịu đau sẽ là thái thái. Đến lúc đó sẽ không có ai nghĩ thay cho người đâu. Đúng, thà hại người khác còn hơn để mình bị thương. Chỉ là điều ta không ngờ tới là vừa mới giải quyết được một người thì lại có thêm một người nữa. Trò chơi này hay đúng là không dứt. Thái thái, người nhất định phải lấy lại tinh thần. Cảnh Lan dốc hết sức để phục vụ. Cảnh Lan, trong trạch viên rộng lớn này chỉ có em là đối xử thật lòng với ta. Người ta có thể tin tưởng được cũng chỉ có em. Tôi nhớ rất rõ,
Hôm đó lão gia nhận được một phong thư, sau đó ra khỏi nhà. Tôi nhìn thấy lúc ngày ấy ra khỏi nhà còn thuận tay đút phong thư vào trong ngực. Nhưng lúc lão gia bị khiêng về thì không thấy bức thư đó trên người nữa. Nếu chỉ là bọn thổ phỉ bình thường thì làm sao mà có hứng thú với một bức thư không có giá trị gì chứ. Lão gia là người tốt như thế, không nên có kết cục như vậy. Là thư của ai? Là ai hại chết cha cháu? Thư được nhét ở dưới khe cửa, cũng là do lão gia phát hiện ra. Tôi không biết là trong thư viết gì, nhưng lão gia xem bức thư đó xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi cũng không biết là ai đã hại chết lão gia, nhưng tôi dám khẳng định cái chết của lão gia tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tiểu thư, nếu tiểu thư ra như thế này thì ai sẽ giải oan cho lão gia đây? Chúng ta không thể để cho lão gia chết một cách không minh bạch như thế được. Mở năm hồng tụ. Hồng tụ, sao lại cải trang thành như thế? Nếu em không cải trang thành người hầu trong phủ mợ thì không thể vào trong để gặp mợ được đâu. Mợ năm, mợ năm, mợ tư, mợ tư bị thái thái hại chết. Thái thái đổ quan cho tiểu nha đầu Hoàng Nhi vì tham của mà hại chết mợ tư. Nhưng mà hiểu Hoàng Nhi, em ấy không thể trộm đồ của mợ tư được. Em ấy nhát gan như thế, không thể hại chết mợ tư được. Tất cả đều là do thái thái làm. Chính là thái thái đã giết chết mợ tư. Quế Cầm bị thái thái hại chết. Thái thái giết người diệt khẩu, đánh chết Hoàng Nhi, còn muốn hại em. Nhưng em chạy trốn được ra ngoài. Cũng may tiểu nha đầu này thông minh lợi, lanh lợi, nghĩ ra cái cách trốn ở nhà chúng ta. Nhà của chúng ta đang làm tang, người ra người vào, thái thái không hề nghi ngờ tới. Chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được cơ hội mua chuộc được người canh cổng để vào được gặp tiểu thư. Chính là muốn tiểu thư phấn chấn lên, nhất định đừng để bỏ bản thân của mình. Đừng có để người thân đau khổ, còn kẻ thù thì hả hê. Mợ năm, lúc mợ tư mất, mợ ấy có thai rồi. Em nói sao? Quế Cầm có thai à? Tại sao trước giờ chị ấy không nói cho ta? Mợ ấy thấy gần đây đã xảy ra nhiều chuyện quá, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mợ. Hơn nữa mợ lại đang bị bệnh, cho nên mới giấu mợ. Quế Cầm, Quế Cầm. Mợ năm, thái thái một tay che trời, đảo lộn trắng đen. Mợ tư thật là đáng thương. Mợ năm trong nhà này chỉ có mợ là người thật lòng quan tâm đến mợ tư. Ngoài mợ ra không ai có thể minh quan cho mợ tư hết. Hồng tụ cầu xin mợ, hồng tụ cầu xin mợ. Mợ năm, mợ nhất định phải khỏe lại để đòi lại công bằng cho mợ tư. Mợ năm, em biết trong lòng mợ rất buồn, không còn gì lưu luyến để sống. Nhưng mợ phải nghĩ đến lão gia, nghĩ đến mợ tư, những oan ức mà bọn họ phải chịu. Cả mợ nữa, cả nỗi oan ức mà mợ phải chịu nữa. Mợ thực sự không để tâm đến sao? Lẽ nào mợ đành lòng để cho những kẻ hãm hại mình sống nhẫn nhơ, tự do tự tại ư? Tiểu thư, người mà lão gia không thể yên tâm nổi đó là tiểu thư. Nếu ông ấy biết tiểu thư lâm vào kết cục bi thảm như thế này thì lão gia ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Mợ tư luôn coi mợ năm như chị em ruột. Mợ ấy luôn hy vọng mợ năm sống thật tốt. Tiểu thư, cha Quế Cầm. Tiểu thư, tiểu thư, mợ năm, tiểu thư, mợ năm.
cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Dừng. Bác sĩ, thế nào rồi? Bệnh nhân bị sảy thai, cộng thêm cơ thể suy nhược, tình hình tương đối nghiêm trọng, vậy có thể cứu được không? Tôi đã điều trị cho cô ấy rồi. Nếu bệnh nhân có thể chịu được 3 ngày, có lẽ sẽ không có trở ngại gì lớn. Được. Đức quý, mau dẫn bác sĩ đi nghỉ ngơi. Dừng. Tiếp đãi chu đáo vào. Mời. Mùi ấy không muốn gặp đệ. Lúc này, xin đệ đừng có kích thích mùi ấy nữa. Nhị gia, chàng yên tâm, thiếp sẽ sai vài người ở đây hầu hạ em ấy. Được, Mai Hương, việc này ta giao cho nàng. Nhớ kỹ, không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì. Cái người này nên biết rõ vị trí của mình thì hơn. Đừng cho rằng ở phía sau có người chống lưng thì có thể không kiêng nể ai, lấy lông gà ra làm lệnh tiễn. Sao ta không hiểu là em ba nói cái gì đấy nhỉ? Sao lại phải giả vờ hồ đồ, dùng sự đắc ý nhất thời để đổi lấy sự không được như ý nửa đời sau? Đúng là không biết tính toán. Mai Hương, em là người thông minh, chắc là cũng hiểu ý của ta chứ. Mai Hương đương nhiên là biết rõ vị trí của mình. Mai Hương làm như vậy cũng vì muốn gánh vác một phần nỗi lo phiền hộ nhị gia, hộ thái thái. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng thì mong thái thái chỉ bảo. Nhị gia và lão thái thái đều nói em làm việc cẩn trọng, chu đáo, cần gì ta phải chỉ bảo. Nhưng suy cho cùng, ta vẫn là thái thái quản lý việc gia đình. Sau này, trước khi có quyết định gì, hy vọng em có thể thương lượng với ta trước. Đúng rồi, như là chuyện khu Bích Ba, tại sao lại chị chưa được sự đồng ý của thái thái mà đã đồng ý cho họ xây nhà bếp? Chị có tư cách làm như vậy ư? Hẳn là nhìn thấy người ta đang được đắc sủng nên phải vội vàng đi nịnh nọt trước, có phải không? Chị Thu Lâm nói như thế thì oan cho chị Mai Hương quá. Chị, ai là chị của cô? Cô chẳng qua chỉ là một con hầu ti tiện. Cô thực sự là nghĩ rằng mình có tư cách để đứng cùng ngồi với chúng ta hả? Chị ba, đừng có nên nói linh tinh. Nếu những lời này truyền đến tai nhị gia thì không hay đâu. Nhị gia? Liên quan gì đến nhị gia? Mẹ của nhị gia có thân phận gì? Lẽ nào chị ba quên rồi? Chị sỉ nhục em thì không nói làm gì, nhưng chị lại sỉ nhục nhị gia. Cô nói linh tinh cái gì thế? Ta nào có sỉ nhục nhị gia? Mọi người đều nghe thấy rồi. Chị ba không chối được đâu. Câm miệng hết cho ta. Mọi người đều là chị em, nên chung sống hòa thuận với nhau. Nếu ai dám làm mưa làm gió gây chuyện thị phi, ta nhất định sẽ khiến cho người đó phải hối hận. Vừa nãy em nói oan uổng cho Mai Hương là có ý gì? Thưa thái thái, đó đều là ý của nhị gia. Bởi vì nhị gia thích ăn đồ mà em nấu, em sợ em chạy đi chạy lại bị mệt, cho nên mới để cho em xây một nhà bếp nhỏ, chứ không phải là chị Mai Hương tự ý quyết định. Ngân Hạnh, canh chúng ta hầm đã được chưa? Xong lâu rồi ạ. Đã hầm đủ một canh giờ rồi. Tối nay nhị gia sẽ đến chỗ em, cho nên em phải mau quay về để xem nồi canh đây. Không nói nhiều với mấy chị nữa. Nếu có chỗ nào đắc tội thì sau này em sẽ đền tội với các chị. Chúng ta đi thôi. Thật đáng ghét. Có gì mà phải đắc ý chứ. Chúng ta đi thôi. Bích Hà này cũng chẳng kém gì thái thái. Về sau sẽ náo nhiệt đây. Có trò hay để xem rồi. Thái thái, chị phải nghĩ cách trị cái con Bích Hà đó. Em thấy là dáng vẻ đắc ý của nó rõ ràng là ngay cả chị cô ta cũng không thèm để mắt vào.
Ngày trước Thái Vi có được sủng ái như thế nào thì cũng không hung hăng như cô ta. Sớm biết như vậy thì... Thu Lâm lắm lời rồi. Em biết tại sao em lại bị thất sủng không? Bởi vì em động miệng thì nhiều mà động não thì ít. Nhưng em vốn tưởng rằng lật đổ được Thái Vi, ít nhiều gì nhị gia cũng sẽ chú ý đến em. Không ngờ giữa đường lại xuất hiện Bích Hà, đúng là tức chết đi được. Tức chết đi được, tức chết đi được. Thu Lâm đúng là vô cùng đần độn, không thể hy vọng là cô ta giúp đỡ được gì. Nhưng mà người ngốc thì cũng có tác dụng của người ngốc, ít nhất cũng cần tốn tâm sức đề phòng. Cái cô Bích Hà kia đủ thông minh đúng không hả? Nhưng không để ý một cái là bị cô ta quay lại cắn cho một phát rồi. Còn tiện nhân Bích Hà kia, sớm muộn gì ta cũng để cho nó hối hận vì quyết định của mình. Bên khu Tường Vi có May Hưng nhúng tay vào, e rằng là không dễ dàng sắp xếp được người ở bên trong. Cho dù cô ta khỏe lại thì cũng không thay đổi được gì. Em đã nhìn thấy đại thiếu gia vẫn còn tình cảm mặn nồng với cô ta chưa? Đại thiếu gia càng để ý đến cô ta thì lão thái thái lại càng không thể tha thứ cho cô ta. Vậy thì không để ý tới nữa, lưu ý một chút là được rồi. Còn khu Bích Ba em phải để ý hơn một chút. Nhưng khu Bích Ba đều là người của lão thái thái sắp xếp. Người của chúng ta đều hầu hạ ở bên ngoài, trước nay chưa từng được vào bên trong. Hơn nữa, cái cô Bích Hà đó là hình như cũng có phòng bị, không nghe ngóng được bất kỳ tin tức gì. Người của lão thái thái sắp xếp thì sao? Người lão thái thái sắp xếp thì chẳng lẽ người nào cũng là tường đồng mình sắt, cứng đầu cứng cổ ư? Cảnh Lan rõ rồi ạ. Thái thái, nhân lúc canh còn nóng, thái thái hãy ăn đi ạ. Nếu ta có thể sinh được con trai thì cần gì phải tốn công tốn sức như vậy chứ? Rửa sạch bộ đồ trà này xong thì phải sắp xếp gọn gàng như ta đã nói nha, rõ chưa? Dân, không phải ta nói là cần trầm hương sao? Mau đổi đi. Dân ạ. Nước tắm đã chuẩn bị xong chưa? Những vị thuốc ta đã nói không được thiếu bất cứ vị nào. Mợ Sáu yên tâm, sẽ không thiếu vị nào đâu ạ. Đúng vậy, mợ Sáu. Bây giờ mình đã là mợ Sáu rồi, không phải là người hầu, phải nghe theo lệnh của người khác nữa. Mợ Sáu. Mai Hương, ta nghe nói gần đây Bích Hà khiến cho nhị gia rất vui vẻ, có đúng không? Em ấy có một chút khôn vặt, biết nắm bắt thời cơ, cũng biết lợi dụng thời cơ. Nếu cô ta có thể sinh con trưởng cho Bạch gia thì cũng là một chuyện tốt. Nhị gia, Long Tỉnh Tây Hồ là loại trà mà bình thường nhị gia thích uống nhất, đã được qua một lần nước rồi. Nhị gia chẳng uống thử xem sao? Ngân Hạnh, đem đồ ăn lên. Năm món chính hôm nay đều là những món bình thường nhị gia rất thích ăn nhất đó. Có măng xào thịt thái chỉ, dưa xào thịt bò, đó là món xào thập cẩm dưa xào thịt bò, và thận ôm xì dầu măng xào thịt thái chỉ, còn có trứng cuộn hải sản. Những món này do thiếp tự tay nấu đó. Những món này đều do thiếp tự tay nấu cho chàng. Chàng thử mớm này trước đi.
Thế nào, có ngon không? Nhị gia, chàng thử xem sao. Ngon lắm. Mau ăn nào. Ngon lắm. Chỉ cần nhị gia thích, thiếp sẽ thường xuyên làm cho nhị gia ăn. Nào, nhị gia thử món này đi. Ta đột nhiên nhớ ra có một việc cần làm, ta phải đi đây. Nhị gia, nhị gia, nhị gia. Rõ ràng là mùi vị giống hệt mà. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Hoàng Thái Vi, Hoàng Thái Vi, em phải cố lên đấy. Mình phải sống. Mình phải sống. Mận năm Thái Vi, Mận năm Thái Vi, Thái Vi. Mở năm, mở tỉnh rồi. Mở năm, cuối cùng thì mở cũng tỉnh lại rồi. Mở biết không, mở đã hôn mê 8 ngày rồi đó. Cảm ơn trời đất, đúng là cảm ơn trời đất. Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại. Thái Vi, chị nói em nghe, bác sĩ Dương nói chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt thì chắc chắn sẽ khỏe lại. Bác sĩ Dương chính là bác sĩ Tây Y mà nhị gia mời từ Thượng Hải tới. Y thuật của ngài ấy rất là giỏi, ngày nào cũng tiêm cho mợ. Thúy Bình, ta đói quá, có gì ăn không? Có, em đã nấu cháo rồi, em đi lấy ngay đây. Mau đi đi. Thái Vi, em không biết là chị vui như thế nào khi nhìn thấy em tỉnh lại đâu. Nếu như mà Quế Cầm còn sống thì không biết em ấy sẽ vui như thế nào nữa. Thái Vi, Thái Vi, em đừng khóc. Đều tại chị. Bác sĩ Dương đã nói là không được để cho em chịu kích thích mà. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Chị hai, chị yên tâm. Lần này khó khăn lắm em mới thoát chết. Em nhất định sẽ sống thật tốt. Bởi vì còn rất nhiều việc đợi em làm. Bây giờ sinh mạng này của em đã không còn, chỉ thuộc về một mình em nữa. Thái Vi, em có thể nghĩ như thế thì tốt rồi. Sao thế? Đã đến rồi còn không nói gì. Hôm nay hai anh em của con lại làm loạn lên thế này. Có phải là dạy gì chuyện của Thái Vi hay không? Mẹ à, chuyện đã đến nước này, Thái Vi không thể tiếp tục ở lại nhà này nữa. Cho nên con muốn đón cô ấy ra ngoài. Không được, Thái Vi là vợ lẽ của con, cô ấy không được đi đâu cả. Để không thấy là bây giờ cô ấy trở nên như thế nào rồi hay sao? Khó khăn lắm thì mới cứu được mạng sống này về. Nếu mà để thực sự yêu cô ấy thì hãy buông tha cô ấy. Cô ấy trở nên như thế này rồi cho Quynh. Cô ấy vốn dĩ là vợ của ta, bây giờ là vợ của Quynh, là của ta. Được rồi, cãi đi, cãi nhau tiếp đi. Ở đây thú vị quá nhỉ. Để cho tất cả mọi người đều đến nghe đi. Hai anh em Bạch gia vì một nữ nhân mà làm loạn tới long trời lỡ đất. Đúng là thú vị quá hả. Ngồi xuống hết cho ta.
Chuyện này ta sẽ tự xử lý. Mợ Năm, hôm nay sắc mặt của mợ tốt hơn nhiều rồi. Bên ngoài có ai không? Có ba nha hoàn, mợ Năm vẫn chưa biết đúng không? Bây giờ mợ Hai đã giúp đỡ Thái Thái quản lý việc trong nhà rồi. Mợ Năm có việc gì thì cứ nói, em đã đi đóng chặt cửa rồi. Đi mở cửa ra đi. Cũng đúng, người mợ Hai đưa chắc chắn là tin tưởng được rồi. Thúy Bính, trong trạch viên này trừ em và ta là có thể tin tưởng ra. Em đừng tin tưởng bất cứ ai. Mở nghi ngờ mở hai ư? Ta không nghi ngờ chị ấy, nhưng mà ta cũng không hoàn toàn tin tưởng chị ấy. Có thể tồn tại trong nhà này lâu như thế mà còn bình yên vô sự, tuyệt đối là không đơn giản. Mở hai thay đổi rồi sao? Không, mở hai vẫn là mở hai, chỉ là Hoàng Thái Phi đã không còn là Hoàng Thái Phi trước đây nữa. Ta bảo em mở cửa ra là để phòng ngừa người khác nghe trộm. Em nghĩ xem, cửa sổ mở lớn không phải là sẽ loại bỏ được khả năng bị người khác nghe trộm hay sao? Mợ Năm nói phải. Quả nhiên là có một chút không bình thường. Lẽ nào mợ Hai sai người đến theo dõi chúng ta? Cũng chưa chắc là người của chị Hai. Cho dù có là người của chị Hai sắp xếp, Thái Thái muốn thò tay vào cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta đừng quên thủ đoạn của chị ta đáng sợ như thế nào. Cho dù thế nào, chúng ta cẩn thận một chút cũng không có gì là không tốt cả. Sở dĩ ta thua chị ta là bởi vì ta quá sơ suất, đánh giá quá thấp sự độc ác của lòng người. Ta cứ tưởng nhượng bộ sẽ đổi lại được sự chu toàn, nào có biết lại làm vậy cho đối phương có cơ hội hết lần này đến lần khác hung hãn hãm hại ta. Ông trời đã giữ lại cái mạng này cho ta, ta tuyệt đối sẽ không giẫm lại vết xe đổ nữa. Thái Thái, chị thật là cao hứng. Bách Hà, trước đây đúng là ta đã đánh giá cô cao. Bích Hà không hiểu ý của Thái Thái. Ta vốn cho rằng cô là một người thông minh, nhưng hôm nay nhìn mới phát hiện ra cô chỉ là một tiểu nhân mà thôi. Nhìn bộ mặt đắc chí nhất thời của cô kìa. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ kẹp chặt đuôi lại, làm một người một cách cẩn thận, tránh khỏi việc không cẩn thận một cái lại rơi vào kết cục thê lương như là chủ nhân cũ của mình. Cho dù em an phận làm người, thì Thái Thái, chị thật sự sẽ chịu tha cho em sao? Hôm nay em cam đoan với chị, em tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh như chị ta đâu. Nếu ai muốn em chết, em sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Em là gạch ngói, em có thể rơi được, không giống như là Thái Thái chỉ là đồ gốm tinh xảo. Động nhẹ một cái là em thật sự hiếu kỳ. Nếu như vị gia biết được những chuyện trước đây Thái Thái chị làm thì sẽ có tâm trạng như thế nào? Thúy Bính, hôm đó trước mặt mợ Hai, ta không tiện hỏi Trương Mama và Hồng Tụ đâu. Hôm đó sau khi mợ bị hôn mê, mẹ em sợ Hồng Tụ bị bắt phát hiện nên mới đưa chị ấy đi rồi. Em đã nhờ người báo tin cho họ là chị đã tỉnh rồi, để họ yên tâm. Thúy Bình, chuyện về cha ta và Quế Cầm em đừng nói ra ngoài, sau này cũng phải dặn dò với mẹ và em Hồng Tụ như thế. Chúng em còn thương lượng xem có nên nói cho nhị gia biết không nữa. Mọi người vẫn chưa nói chứ? Mẹ em nói đợi mợ tỉnh lại rồi quyết định, không được nói cho chàng ấy. Chàng ấy là không hề tin ta, ngay cả con của ta cũng không tha. Mợ Năm, có phải là mợ hiểu lầm rồi không? Nhị gia không giống loại người như vậy đâu. Ta cũng không muốn tin, nhưng chàng ấy đã đích thân thừa nhận, ta không thể không tin.
Hơn nữa, bây giờ chúng ta không có chứng cứ, cho dù nói cho chàng ấy biết thì cũng vô tác dụng thôi. Hơn nữa bây giờ nhị gia lại có niềm vui mới, em nghĩ là chàng vẫn còn quan tâm đến chuyện của ta sao? Em làm như thế, ngoài việc đánh rắn động cỏ, khiến cho chúng ta rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Thật ra thì không có tác dụng gì cả. Mỗi năm thôi mama đến rồi ạ. Mời năm, mời đã đỡ chưa ạ? Nhờ phúc của mama, Thái Vi cảm thấy là đỡ hơn nhiều rồi. Mời năm, mời không cần đa lễ. Hôm nay là tôi đến phụng mệnh của lão Thái Thái, mời mợ qua đó một chuyến. Lâu lắm rồi không tới thỉnh an lão Thái Thái. Ta cũng đã đang muốn qua đó. Mama đợi ta một lát, cho phép ta chải đầu rửa mặt một chút nha. Mợ năm không vội, mợ cứ từ từ làm đi. Tôi ở bên ngoài đợi mợ được rồi. Thúy Bính, lát nữa trên đường chúng ta đến gặp lão Thái Thái, em tìm cơ hội lén lút trốn đi. Đi tìm đại thiếu gia, nói cho cô ấy biết là ta bị lão Thái Thái dẫn đi. Tại sao lại phải đi tìm đại thiếu gia? Lẽ nào có gì đó không bình thường? Em đừng lo lắng, không có gì là không bình thường cả. Chỉ là đề phòng ngộ nhỡ thôi. Vừa nãy em không chú ý tới ánh mắt thương xót của Thô Mama trước khi đi sao? Ánh mắt đó giống như là kiểu là ta sắp gặp phải điều gì không may rồi. Hơn nữa lão Thái Thái vẫn luôn không thích ta. Ta vừa mới khỏe lên một chút, bà ấy lại bèn gọi ta qua. Ta có cảm giác thấy lành ít dữ nhiều. Mỗi năm, em đừng lo, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Bây giờ ta giống như là con chim sợ cành cong, mỗi một bước đi đều phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được sơ suất. Em cứ làm theo lời của ta đi, coi như là để an tâm vậy. Mượn năm, không còn sớm nữa. Sắp xong rồi. Thỉnh an lão Thái Thái. Sao con gầy thế? Như kiểu một cơn gió cũng có thể thổi bay con đi. Thôi mama. Dạ. Mau dù mượn năm ngồi xuống. Dạ. Nào, Thái Vi cảm ơn sự quan tâm của lão Thái Thái và nhị gia, luôn mời đại phu đến xem bệnh cho Thái Vi, nên mới nhặt được tính mạng này của Thái Vi về. Đại ân đại đức của lão Thái Thái, Thái Vi đến chết cũng không quên. Hôm nay ta gọi con qua đây là có chuyện muốn hỏi con. Càn Phong luôn mang trong mình tình cảm sâu đậm với con. Nó đề xuất ý kiến là muốn đưa con ra ngoài phủ, làm ngoại thất của nó, chăm sóc con cả đời. Chuyện này con thấy sao? Con thấy thế nào? Nếu nó đồng ý thì tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu thấy vì thật sự lẳng lơ như thế, vậy thì ta tuyệt đối không thể giữ cô ta lại bên cạnh Càn Phong. Lát nữa ta làm vỡ tách một cái thì người hãy lập tức đánh ngất Thái Vi, sau đó vứt xuống giếng ở hậu viện. Phải làm thật sạch gọn biết chưa? Dạ. Sao con không nói gì? Lão Thái Thái, Thái Vi đã được gả cho nhị gia rồi. Cả đời này sống là người của nhà nhị gia, có chết cũng là quỷ của nhị gia. Thái Vi tuyệt đối sẽ không đi cùng với ai cả. Nếu đã biết lại như vậy, vì sao cô vẫn có thể làm việc ô nhục này được cơ chứ? Con biết là bây giờ con có nói gì cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng con có thể thề với trời rằng con trong sạch. Bây giờ nhị gia đã không còn tin tưởng cô nữa rồi. Kể cả là cô ở lại thì cũng chỉ phải đối diện với sự lạnh nhạt và tự làm khó mình mà thôi. Tình cảm Càn Phong dành cho cô luôn son sắc. Cô theo con ta, ta còn tin rằng nó sẽ đối xử tốt với cô. Ah!
Cô muốn làm cái gì? Mau bỏ kéo xuống. Nếu Bạch Gia không còn chỗ dành cho con, vậy con nguyện cắt tóc xuất gia làm ni cô. Nói tóm lại, con sẽ không cãi giá với người khác đâu. Thái Phi, mợ đang làm cái gì vậy hả mợ Năm? Mợ nguyện xuất gia cũng không chịu đi cùng huynh sao? Dân Càn Phong, đây là chính mắt con trông thấy đây nha. Là Thái Phi cô ta không đồng ý đi cùng với con. Thôi mama, có tôi. Chút nữa bà đi đến chỗ Thái Thái, nói là lời của ta nhốt Thái Phi trong khu tường vi. Trừ phi ta đổi ý, nếu không cả đời không được bước ra khỏi khu tường vi dù chỉ một bước. Mẹ, lão Thái Thái, đưa mợ Năm về khu tường vi. Rõ. Người đâu? Đưa mợ Năm về khu tường vi. Dân. Đi. Hai vị mama, xin các mama nương tay cho, để cho mợ Năm vào bên trong thăm qua một lúc. Chắc là sau này sẽ không còn có cơ hội này nữa rồi. Mau lên đó, đừng có mà làm chậm trễ công việc của chúng ta. Không sao đâu, chúng tôi chỉ vào một lúc thôi mà. Chàng nói xem, hai người chúng ta sẽ được hạnh phúc như vậy phải không? Sao lại chỉ là có hai người? Lẽ nào nàng đã quên con rồi sao? Nên nói là ba người chúng ta. À không, bốn, năm, sáu. Sáu người. Cả cuộc đời của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Lời thề của đàn ông chỉ giống như những bông hoa mai này, chỉ nở theo mùa, thoáng chốc đã tàn úa. Nhưng sang năm tới hoa mai vẫn sẽ còn nở mà. Nhưng đó lại là một khung cảnh khác. Nhị gia vừa mới có tin báo đến, lão Thái Thái giam lỏng mợ Năm lại rồi. Giam lỏng. Sức khỏe hiện tại của Thái Di vẫn còn chưa hồi phục, làm sao mà chịu khổ nổi như vậy. Chuyện có liên quan đến việc mợ Năm bị giam lỏng, chắc là em cũng nghe qua rồi chứ. Trước khi gặp em, ta thấy người hầu mà em sắp xếp hoặc là vẫn còn quá trẻ, hoặc là mới vào phủ được ít ngày, sợ sẽ không ứng phó được với chuyện này. Cho nên ta đã đổi hai người hầu có kinh nghiệm qua bên đó. Những việc này em cũng không cần phải bận tâm nữa. Tất cả mọi việc xin nghe lời Thái Thái. Thái Vi, Thái Vi, tránh ra. Mùi thật sự hận Quynh đến như vậy sao? Mùi hãy tin ta, Quynh làm như vậy là vì muốn cứu mùi. Đúng thật là chỉ vì như thế sao? Rõ ràng là Quynh biết tôi bị người khác hãm hại. Lúc đó chỉ cần Quynh nói ra sự thật thì Càn Sơn sẽ điều tra ra hết được sự thật. Vậy thì mọi việc sẽ không xấu đến mức ngày hôm nay. Nhưng Quynh yêu muội, Quynh chỉ có thể làm được như vậy thôi. Nhưng tình yêu này của đại gia suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của tôi. Thái Vi,
muội hãy đi cùng ta nhé. Hãy để cho huynh chăm sóc cho muội, Càng Sên vốn dĩ sẽ không tin tưởng muội, muội theo cậu ta sẽ không được sống những ngày hạnh phúc đâu. Huynh sẽ dùng cả quãng đời này còn lại của mình để bù lại là những sai lầm đã gây ra với muội, cũng giống như là Càn Sên không tin tưởng tôi vậy. Lúc này tôi cũng không thể nào tin tưởng huynh được. Huynh chỉ vì cái mong muốn của riêng bản thân của mình mà tự tay đẩy tôi vào tình thế nghìn kiếp nạn không dứt. Nếu như đây chính là tình yêu của huynh đối với tôi, nếu như đây chính là lòng chân thành của huynh đối với tôi, vậy thì tôi không dám nhận đâu. Tôi cũng không nhận nổi đâu. Trước đây tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn có gì đó không phải đối với huynh, nhưng hiện tại coi như đã hòa rồi. Bây giờ xin huynh hãy buông tay của mình ra. Bạch Cảm Phong, lúc này tôi đối với huynh không còn chút ân oán tình cảm gì nữa. Từ nay về sau tôi không muốn dính dáng gì đến huynh cả. Mỡ năm đã đến lúc quay về rồi. Lão thái thái, mẹ thấy lực như vậy có vừa không? Được. Không nhẹ cũng không mạnh, lực dùng vừa phải, thật là thoải mái. Chỉ cần mẹ thích, Bích Hà sẽ thường xuyên qua đây đấm bóp cho mẹ. Mẹ à, nhị gia đến. Nhị gia đến rồi à, đã dùng cơm chưa vậy? Con trai đã dùng rồi ạ. Nghe nói mẹ giam lỏng Thái Vi lại rồi. Cô ta gây ra chuyện này, kể cả là dìm cô ta xuống hồ nước cũng không quá đáng. Chỉ là nể mặt cha cô ta, tạm thời giữ lại mạng sống cho cô ta. Sao hả? Nhị gia có phải là thấy mẹ xử trí cô ta vẫn còn quá nhẹ rồi không? Vậy thì theo ý của nhị gia là đuổi cô ta ra khỏi nhà hay là đánh gãy chân cô ta đi? Mẹ sẽ không làm như vậy đâu. Bởi vì mẹ cần phải giữ gìn thanh danh cho đại ca. Mẹ sẽ không làm lớn chuyện đâu. Không sai. Ta là muốn giữ gìn thanh danh cho đại ca của con, mới tạm thời giữ lại mạng sống cho cô ta. Nhưng cô ta gây ra chuyện ô nhục này tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng cho cô ta như vậy đâu. Trong lòng nhị gia chắc là cũng hiểu được, việc giam lỏng này đối với cô ta mà nói không có chút quá đáng thế nào. Ta biết trong lòng của con đang nghĩ cái gì. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không ngược đãi cô ta đâu. Có câu nói này của mẹ, con trai đã thấy yên tâm nhiều rồi. Bích Hà thông minh, khéo léo, lại biết điều nữa. Nếu con đã nhận con bé làm thiếp thì hãy đối xử tốt với nó một chút. Lão thái thái, con còn nhớ mẹ đã từng dạy con, việc trong nhà quan trọng cũng như là làm sao để giữ yên bình cho một bát nước đầy vậy. Con trai ghi nhớ lời dạy bảo của mẹ, có tấm gương sống là mẹ. Con trai sẽ biết mà không đối xử thiên vị với bất kỳ ai. Con trai không làm phiền mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi. Đây là người hầu mới được cử đến khu Tường Phi, xin đưa đến ra mắt để mợ năm xem. Nếu như mợ năm có điều gì đó không hài lòng, Cảnh Lang sẽ quay về bẩm báo là được. Nếu là thái thái sắp xếp thì nhất định là được thôi. Vâng, vậy thì Cảnh Lang xin được quay về để bẩm báo đây. Sau này hai người nhất định phải hầu hạ cho mợ năm thật tốt. Vâng. Thúy Bính, tiễn Cảnh Lang về nhé. Chị Cảnh Lang, mời đi bên này. Thái thái, tất cả đều được sắp xếp xong xuôi rồi. Có hai người này trông coi, mỗi năm tuyệt đối không thể giở thủ đoạn gì để quyến rũ nhị gia nữa đâu. Tuyệt đối không thể cho cô ta có được cơ hội để làm lại cuộc đời. Ta muốn cả cuộc đời này của cô ta sẽ bị giam cầm cho đến lúc chết ở trong cái khu Tường Vi đó. Hai người hãy tự giới thiệu một chút về mình đi. Tôi họ Chu, phụ trách việc giữ cửa ở đây. Sau này ở trong khu có chuyện gì cần sai đi làm, xin cứ sai bảo là được. Hóa ra là Chu Mama, Thúy Bính.
Tạ ơn Mợ Năm. Quanh Nhi sinh ra mắt Mợ Năm, nhiệm vụ của Quanh Nhi là chăm sóc hầu hạ cho Mợ Năm, vậy sau này trông cậy vào em rồi. Tạ ơn Mợ Năm. Thôi được rồi, hai người vừa mới đến, những việc cần tìm hiểu, làm quen còn rất nhiều. Hai người đi làm việc đi. Dân. Keo kiệt. Đúng thế, keo kiệt thế cơ chứ. Nếu cứ thế này, làm sao mà chúng ta có kiếm chác được cái gì ở đây? Lại còn đòi kiếm chác. Rõ ràng là chủ của chúng ta muốn Mợ Năm bị nhốt ở đây cho đến chết mà. Chút nữa em hãy đi thu dọn những thứ đồ quý giá lại. Chỉ để lại vài món đồ trang sức và một chút tiền là được rồi. Những thứ còn lại dùng túi vải bọc lại. Ban đêm đi chôn vào trong sân nhà, nhất định là không được để cho bọn họ trông thấy. Vì sao vậy? Lẽ nào bọn họ sẽ cướp đi sao? Lúc nãy em không nhìn thấy biểu hiện của hai người đó sao? Rõ ràng là những con người tham lam. Bọn họ nhất định sẽ bày mưu tính kế để lấy hết những thứ quý giá trong nhà của chúng ta, sau đó lại nghĩ cách làm sao để mang ra ngoài. Tiền của chúng ta vốn dĩ đã không nhiều rồi, giữ lại về sau cũng còn rất nhiều việc cần làm nữa. Làm sao mà có thể để cho bọn họ lấy đi dễ dàng như thế chứ? Em hiểu, bây giờ em sẽ đi thu dọn đi. Đã muộn như vậy rồi mà mama còn làm cái gì vậy? Tôi nhìn thấy con mèo hoang chạy vào đây, sợ làm phiền Mợ Năm nghỉ ngơi, cho nên tôi muốn vào trong để bắt con mèo hoang đi. Nhưng đã tìm rất lâu rồi mà cũng không tìm thấy, chắc là đã chạy ra ngoài rồi. Không cần tìm nữa đâu, mama lui về nghỉ ngơi đi. Dân. Thật à? Bọn họ tại sao lại mặc dày đến như vậy cơ chứ? Lại còn dám đi trộm đầu vào ban đêm nữa. Cũng may là tối qua trước khi đi ngủ ta đã đặt tráp ở cạnh gối. Nếu không thì chỉ sợ số tiền còn lại của chúng ta cũng không còn bao nhiêu nữa rồi. Bây giờ chúng ta bị giam lỏng không thể ra khỏi cửa. Có thể tìm ai mà kêu quan đây? Không được. Sau này chắc là em cứ đến đây trải giường ra đất mà ngủ thôi. Không cần biết là thế nào. Bọn họ sẽ không đến mức đường đường chính chính mà đi ăn trộm nữa. Mợ Năm à, cơm trưa mang đến rồi đây ạ. Chú mama, sao mà vài ngày liền đều là canh rau với đậu phụ thế, không có chút thịt cả. Lại còn chưa nói phần cơm cũng càng ít đi nữa. Bà không biết là Mợ Năm bị bệnh nặng vừa mới khỏi hay sao? Đang cật đồ bồi dưỡng à? Việc này thì không thể trách. Phòng bếp đưa gì cho tôi thì tôi đành mang thứ đó lên cho hai người thôi. Nếu mà cô nương có ý kiến gì mà nói thì cứ đến phòng bếp mà nói. Bà, rõ ràng là bà biết chúng tôi không thể ra ngoài mà. Vậy thì tôi không còn cách nào khác nữa rồi. Nhưng mà nếu Mợ Năm muốn ăn những thứ tốt để bồi bổ cơ thể thì cũng không phải là không có cách. Cách gì vậy? Hoàn cảnh hiện tại của Mợ Năm không cần tôi phải nói, trong lòng cô nương tự biết mà. Những người trong phòng bếp đói mà, người nào cũng chỉ ham tiền bạc thôi, là những kẻ chỉ biết nhìn người mà phát đồ ăn. Nếu Mợ Năm thật sự muốn bồi bổ tốt cho cơ thể của bản thân thì không thể không bỏ ra một chút tiền rồi đút lót một chút đó mà. Thôi vậy, Thúy Vĩnh à, phòng bếp đưa cái gì thì chúng ta can cái đó đi, đừng có làm khó chú mama nữa. Không phiền đâu. Giúp Mợ Năm giải quyết khó khăn là phận của chúng tôi đấy mà. Ta biết mama thương chúng ta, chỉ là... Mợ Năm, mợ nhìn cái bộ dạng của bà ta. Thúy Bính, em đi theo bà ta mà xem bọn họ đang ăn những gì. Nhớ là không cần biết nhìn thấy cái gì thì cũng đừng làm to tiếng, chỉ cần quay về nói cho chị biết là được rồi. Mama đến thật là đúng lúc, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Mama.
Mama, mợ Năm không phát hiện ra là chúng ta bớt xén phần cơm của mợ ta chứ? Nếu phát hiện rồi thì làm được gì cơ chứ? Mợ ta thì làm được cái gì đây? Nói khó nghe một chút thì bây giờ mợ ta ở trong Bạch Gia, ai còn thèm quan tâm đến mợ ta nữa cơ chứ? Nói cũng đúng đó. Đúng rồi Mama, không phải là Mama nói rằng có cách để có thể bòn rút được tiền riêng của mợ Năm sao? Cách thì ta có, chỉ là cũng phải để cho hai chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được. Cháu nghĩ mà xem, mợ Năm được sủng ái lâu như thế, kể cả bây giờ bị thất sủng, nhưng mà thuyền nát thì cũng phải có 3.000 chiếc đinh mà. Cháu nghe lời Mama chỉ bảo đó. Đúng, sau này chúng ta cứ thế này nha. Chỉ cần là mợ Năm muốn chúng ta làm cái gì đó, không cho một chút tiền thì đừng có hỏng. Mama nói đúng thật đó. Nào nào Mama ăn đi. Cách này thật là hay đó. Cháu cũng ăn đi, ăn đi. Quả nhiên là bọn họ luôn tìm cách để lừa tiền của mợ. Bọn họ ăn những thức ăn ngon hơn chúng ta rất nhiều. Phần cơm cũng gấp đôi của chúng ta. Những kẻ không có lương tâm ấy mà. Từ lúc bọn họ vào Bạch Gia, mợ Năm lúc nào cũng đối xử khách khí với bọn họ, chưa bao giờ tệ bạc với bọn họ. Giờ bọn họ lại đối xử với mợ như vậy, thật là tức chết đi. Cứ ngồi xuống đi đã. Nào, ăn nhiều vào. Ăn no rồi mới có sức lực để chống lại bọn họ. Không có ai có thể giúp đỡ chúng ta được đâu. Nếu chúng ta muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ cần có thể dựa vào chính bản thân của chúng ta thôi. Nào Thúy Bính, ăn cá đi. Mợ Năm ăn thịt đi. Ngon thật đấy. Không cần biết con đường trước mắt có gian khó thế nào, chúng ta nhất định phải mỉm cười mà bước đi tiếp. Tuyệt đối không thể để những kẻ đó được hoành hoang đắc ý. Nghe nói tối qua nhị gia lại đến khu Bích Ba. Trong tháng này đã đến đó bao nhiêu lần rồi? Khu nhà em ngày ấy chưa đến dù chỉ một lần. Và còn nữa, nhị gia còn mặc bộ đồ trang sức kim ngân mới tặng cho con nha hoàng Bích Hà đó. Đau chết mất. Xó Hồng, qua đây, phá bỏ cái tổ ong dò dẻ này đi. Chân, chờ chút. Cứ để cái tổ ong dò dẻ này lại, ta cần việc dùng đến nó. Mợ Năm, để lấy được chút cơm canh ngon một chút cho mợ, nô tỳ không biết là đã phải nói bao nhiêu lời xin xỏ ở phòng bếp đó. Nghe bao nhiêu câu chuyện vớ vẩn đấy. Có một lần còn làm hỏng cả giày của nô tỳ nữa. Đôi giày đó của nô tỳ phải nhờ người mới làm được đó. Phải bỏ rất nhiều tiền ra nữa. Quanh Nhi, chị nói lời này là có ý gì? Lẽ nào chị muốn là mợ Năm phải bồi thường tiền giày cho chị hay sao? Hơn nữa, chị và chú Mama hầu hạ mợ Năm, vốn dĩ là việc có hai người phải làm, nếu không thì tiền lương cuối tháng cứ lấy không à. Nói như vậy cũng không sai, nhưng ở chỗ khác, khi được sai bảo đi đâu, mỗi một tháng cũng được nhận không ít tiền thưởng cơ. Còn chúng tôi ở đây, ngày thường đến một bóng dáng con ma cũng không có, đừng có nhắc đến là tiền thưởng nữa. Mợ Năm cũng đừng để cho những kẻ hầu hạ như chúng tôi phải khổ như vậy. Tiền thưởng mợ Năm không đưa cho các người, đừng có mà tham lam quá có được không? Thức ăn đặt xuống, chị đi ra ngoài đi. Quanh Nhi, chị cố ý có đúng không? Không phải là tôi cố ý, tôi xin lỗi nha mợ Năm. Tay tôi đau, cũng không có tiền đi mua thuốc. Chị quay lại, sao chị lại có thể như vậy được cơ chứ? Chị quay lại đây, chị đừng có mà đi, quay lại. Quay lại, mợ Năm, quay lại. Mợ Năm, mợ đang làm cái gì vậy hả? Chúng ta cũng không thể để cho bụng đói được có đúng không? Ăn no rồi thì mới có sức. Thúy Bính, em yên tâm đi, chị sẽ không để cho em phải khổ quá lâu đâu. Em không khổ, người chịu khổ là chị đó. Mợ Năm à, nếu lão gia vẫn còn sống thì ngày ấy biết được hoàn cảnh của chị lúc này chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Lần này chị sẽ không để bất kỳ kẻ nào có thể bắt nạt chúng ta được nữa. Mama.
Chú Mama, nước này sao mà lạnh lẽo như vậy hả? Mỗi năm không thể rửa chân bằng nước lạnh được. Việc này không thể trách tôi. Ở trong khu nhà không có củi để đốt rồi mà, cũng không có ai mang đến. Vậy thì có thể phiền chú Mama đi mang một chút củi khô vẫn được không? Không phải là tôi không muốn đi, tôi chỉ dựa vào một cái miệng này thì làm sao mà mang được củi về cơ chứ. Đưa đây, bà muốn bao nhiêu? Ít nhất thì cũng phải là như thế này. Chú Mama, bà cứ quay về trước đi. Mỗi năm mà túi tiền nếu mà cứ nắm giữ chắc quá thì thấy chỉ có thể tự mình chịu tội mà thôi. Mỗi năm thôi, chúng ta đành đưa tiền cho bọn họ vậy. Cứ thế này thì phải làm sao đây? Cơ thể của mợ làm sao mà chịu nổi chứ? Không được. Em nghĩ mà xem, chỉ cần chúng ta làm theo lời của bọn họ dù chỉ một lần, lần sau bọn họ sẽ càng quá đáng hơn nữa. Nếu như không có tiền thì không có cơm ăn, không có nước nóng, thì kể cả chúng ta có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, sớm muộn cũng bị bọn họ bòn rút cho bằng hết thôi. Và hơn nữa, số tiền đó chúng ta vẫn còn phải dùng trong việc khác nữa. Muốn được thả ra ngoài chắc là chỉ có thể dựa vào nó nữa thôi. Được thả ra ngoài liệu có được không? Được hay không là do chúng ta. Chúng ta nhất định phải ra ngoài. Ở lại đây thì làm sao mà có thể đổi lại công bằng cho cha và Quế Cầm đấy. Nhưng mà cứ mãi như thế này cũng không phải là cách hay. Sức khỏe hiện tại của mợ đang là lúc cần phải bồi bổ cho thật tốt. Chỗ nước lạnh hay là những cơm thừa canh cặn này thì làm sao mà mợ chịu nổi. Thúy Bính, sau này chúng ta phát tiền thưởng, nếu chị gật đầu thì em đưa 5 tệ, chị vẫy tay thì là 10 tệ. Nhất định là không được đưa quá nhiều. Em nhớ rồi ạ. Chú Mama đến rồi đó. Mỗi năm ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian này cũng may là có chú Mama chạy đi chạy lại giúp việc cho ta. Thật là làm cho Mama vất vả quá. Trước đây là ta không hiểu cái vòng tay này độ tinh khiết cũng coi là hàng tốt. Xin Mama nhận lấy đừng chê nha. Đã là thành ý của mợ năm, tôi đành nhận lấy vậy. Mợ yên tâm đi mợ năm à. Sau này ấy à, bà già tôi sẽ giúp mợ làm việc thật là tốt. Chỉ là vẫn còn một việc xin được Mama giúp đỡ. Mợ năm cứ xin nói ra đi. Chiếc vòng tay này ta chỉ có một cái. Trong lòng ta rất kính trọng Mama, cho nên mới tặng cho Mama đó. Chỉ là chỗ quanh nhi, xin Mama đừng có nhắc đến chuyện chiếc vòng với cô ấy nha. Mợ năm cứ yên tâm, bà già tôi biết phải làm như thế nào mà. Mợ năm ăn cơm cho nóng đi, tôi lùi xuống trước đây. Cho Mama đi cẩn thận nha. Chú Mama. Mama, hôm nay mợ năm thưởng tiền chưa vậy? Mama từng nói rồi mà, thưởng tiền thì chưa điều cho hai người. Mợ năm là người như thế nào mà cháu còn chưa biết sao? Mợ ta giống hệt như là con gà trống sắt, đến cái lông cũng không có chịu nhổ ra nữa, làm gì có tiền thưởng cơ chứ. Đồ keo kiệt ấy mà. Tiếp theo là đến lượt em làm đó. Cô làm cái gì thế? Bắn tung tóe nước hết vào người của tôi rồi. Chị đừng có mà đắc ý nha. Các người đúng là đồ mặt dày. Cái vòng đó đáng lẽ là mợ năm muốn cho tôi, không ngờ lại bị cái đồ mặt dày của các người lấy mất. Cô đừng có mà đi, cô đừng mà. Ai là đồ mặt dày chứ? Chú Mama đó, chị có biết không à? Đáng lẽ là tôi không nên lắm mồm. Cô đừng đi, nói rõ xem nào. Việc này rốt cuộc là thế nào? Tôi không nói được. Nếu mà tôi nói ra thì chú Mama sẽ không tha cho tôi đâu. Cô nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ không nói là do cô kể đâu. Mau nói đi, nói đi. Nói đi mà. Tôi nói cho chị biết nha. Hôm nay mợ năm thưởng cho chú Mama một cái vòng tay có độ tinh khiết cực đẹp, rất đắt tiền đó. Cái vòng đó vốn là mợ năm đã thưởng cho tôi mà. Cô nói thật à? Tôi lừa chị làm cái gì cơ chứ? Và còn nữa, chị không được nói ra ngoài đâu nha. Chị giữ bí mật cho tôi đó. Nếu không thì lần sau có tin gì tôi sẽ không kể cho chị biết đâu. Nhớ cho kỹ đó. Ôi cái chú Mama đáng chết này. Chú Mama, hôm nay đúng thật là Mama không được nhận tiền thưởng sao? Thật sự là ta không nhận được mà, ta lừa cháu làm gì?
Vài ngày trước, ta có nói với Mai Hương là muốn làm một trò chơi thú vị để cho mọi người cùng vui chơi cho vui. Không ngờ rằng Mai Hương lại tìm được thầy chụp ảnh đến nhanh thế này. Lão Thái Thái nói không sai, Mai Hương là một người biết làm việc. Nếu còn thấy rằng Mai Hương biết làm việc, việc sau này, những việc lớn nhỏ trong phủ, con cứ yên tâm mà giao cho Mai Hương làm đi. Bích Hà, đồ trang sức của em với ánh nắng mặt trời thật là lóng lánh đẹp quá. Mẫu mã thật là đẹp đó, có đẹp không ạ? Đây là nhị gia mới tặng cho em đó. Nhị gia nói là da em trắng, đeo vàng là đẹp nhất. Nhị gia, Huynh tìm tôi có việc gì à? Đức quý, ta dặn cậu đi theo dõi Mã Quốc An và điều tra đồ đệ của Hoàng quản gia. Có cả việc quản lý Đại Sơn nữa thì hiện tại mọi việc tiến triển đến đâu rồi? Mã Quốc An không có tin tức gì mới và còn về Lý Đại Sơn thì cũng biến mất vào trong không khí như vậy. Đến cả cha mẹ của hắn ta cũng không biết hắn ta đi đâu. Hoàng quản gia vừa mới chết đi, Lý Đại Sơn cũng mất tích luôn. Xem ra là Lý Đại Sơn có liên quan đến cái chết của Hoàng quản gia. Đức quý, cậu cứ tiếp tục điều tra về Lý Đại Sơn nhé. Nhất định phải tìm cậu ta về cho ta. Dân, đúng rồi, mỗi năm ở bên đó tuy rằng đang bị giam lỏng rồi, nhưng tất cả vẫn sinh sống bình thường. Ở bên cạnh vẫn còn có ba người chăm sóc, sức khỏe cũng càng ngày càng tốt rồi đó. Nhị gia huynh cứ yên tâm đi nhé. Nếu nhị gia huynh lo lắng cho mỗi năm, vì sao lại không đi thăm mợ ấy chứ? Bây giờ nàng ấy không muốn gặp ta, ta cũng không biết là phải đối mặt với nàng ấy như thế nào nữa. Cậu tìm ta à? Đức quý, cậu lui xuống trước đi. Dân, đại gia, có việc gì? Huynh cũng biết chúng ta là một xưởng thuốc ở Hồng Kông, năm nào cũng thông thường làm ăn buôn bán với nhau. Đương nhiên là ta biết việc làm ăn năm nay không phải vẫn là ta đang đàm phán sao? Nhưng mà bây giờ về phía Hồng Kông ở bên đó xảy ra một chút vấn đề, cần chúng ta phải thành lập một sở làm việc ở đó. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, việc này là do huynh phụ trách thì huynh đi mới là thích hợp nhất. Thành lập sở làm việc, đây không phải là việc trong ngày một ngày hai. Không sai, rất có thể là một tháng, thậm chí là trong thời gian vài tháng nữa. Trong lúc này cậu phái ta đi Hồng Kông, rõ ràng là muốn tách ra. Trong xưởng thuốc, huynh là người thích hợp nhất. Nếu mà chúng ta đã có được sự đồng ý của mẹ, xưởng thuốc này cũng có phần của huynh. Tôi hy vọng rằng đại ca sẽ cố gắng dồn hết tâm trí vào việc của xưởng thuốc, chứ không phải là lãng phí công sức vào cái thứ tình yêu nam nữ vô vị đó. Còn vì việc tư, đúng là tôi nghĩ rằng đại ca tạm thời rời đi một thời gian là điều tốt đối với tất cả mọi người. Việc đó bây giờ đã ầm ĩ nhộn nhạo hết cả lên rồi. Chỉ cần là đại ca tạm thời rời đi, việc này mới có thể trôi qua êm dịu nhanh được thôi. Khôi phục êm ấm trong nhà. Khôi phục êm ấm trong nhà ư? Cậu cho rằng cậu ép ta đi rồi thì cậu cho rằng cậu muốn tự trốn tránh thì việc này sẽ có thể giống như là vẫn chưa từng xảy ra sao? Cậu và Thái Vi ngay từ đầu đã là một chuyện sai lầm, vì sao cậu lại không có dũng khí để làm lại lỗi lầm này đây? Cả cuộc đời con người chắc chắn sẽ làm rất nhiều chuyện sai lầm và những chuyện ngu ngốc, đặc biệt là sau khi thời gian đã qua đi rồi. Khi ta quay đầu ngoái nhìn thì sẽ thấy lúc đầu bản thân mình tại sao lại làm những cái chuyện vô lý như thế, hoặc là không nên làm như thế. Cũng giống như Quynh, dựa vào tình cảm trước đây Quynh dành cho Thái Vi, nếu như Quynh biết được Thái Vi sẽ vì những gì ngày nay Quynh đã làm mà phải chịu đựng những đau khổ và sự bất hạnh nhiều như vậy, tôi nghĩ rằng đại ca Quynh chắc chắn sẽ không chọn lựa như thế. Việc đã đến lúc này, chúng ta không thể đối diện thẳng vào những chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ ít trong khoảng thời gian này Quynh hãy tạm thời rời đi, thế thì cuộc sống của Thái Vi mới được thoải mái hơn một chút. Thôi được, vì Thái Vi, ta đi.
Lão Thái Thái thật là đẹp, đẹp quá. Cô đúng không? Có đúng không? Làm sao mà đẹp bằng chị? Lão Thái Thái hôm nay mà đẹp như vậy thì phải chụp nhiều giờ đó. Làm sao mà ta có thể bì được các con cơ chứ? Mỗi người con ai cũng như là hoa như ngọc đấy. Nào mọi người cùng chụp ảnh nào. Tất cả hãy đến đây. Lão Thái Thái mẹ lộng lẫy sang trọng, khí chất phi phàm mà. Làm sao mà những kẻ phàm phu tục tử của chúng con có thể so bì được với người cơ chứ? Xem này, cái miệng nhỏ này của con là ngọt đó. Ngồi xuống đi, chụp ảnh nào. Lão Thái Thái, cảnh lan, ma đỡ Lão Thái Thái rời khỏi nơi đây, mang lên đi. Ma đỡ Lão Thái Thái rời khỏi nơi đây. Lão Thái Thái, chuyện gì xảy ra vậy? Sao chứ? Mặt của ta. Mợ Năm, mợ đang tìm cái gì vậy? Một đôi khuyên phỉ thúy, chính là đôi khuyên mà mợ Năm không lỡ đeo nó. Rõ ràng là được cất giữ rất là cẩn thận mà không biết tại sao lại không tìm thấy nữa. Chú Mama, đến thật là đúng lúc. Hãy mau tìm cùng ta đi. Chắc là đôi khuyên mà nhị gia tặng cho mợ đó hả? Đúng, đúng rồi, nếu mà mất thứ khác thì không sao. Đôi này là nhị gia giúp ta mua về được từ người lấy buôn miếng điện, không thể để mất được. Mợ Năm, mợ đừng lo lắng. Vậy mợ thấy mất từ lúc nào vậy? Tối hôm qua vẫn còn mang ra để xem mà. Vừa sáng sớm nay đã không nhìn thấy đâu nữa rồi. Mới sáng đã không thấy nữa đâu. Vậy thì trước đó có ai đến đây không vậy? Chỉ có Quanh Nhi mang nước đến thôi. Quanh Nhi à? Ra đi. Mama làm cái gì thế? Ta hỏi cô, đôi khuyên phỉ thúy của mợ Năm chắc chắn là do cô lấy đi mất. Cái gì mà khuyên phỉ thúy chứ? Tôi còn chưa biết là Mama đang nói cái gì. Đôi khuyên phỉ thúy của mợ Năm không thấy đâu nữa rồi. Chỉ có cô vào trong đó thôi, không phải là cô lấy thì còn ai? Mau, giấu ở đâu nói đi. Tôi đã nói rồi mà, có cái gì chúng ta chia đôi mà. Đi ra, bà còn dám nói với tôi những lời này sao? Bà có chia cho tôi không hả? Cô chỉ ý vào chút sắc đẹp mà định quyến rũ nhị gia. Bà làm gì thế? Cho nên mới bị Thái Thái đuổi đến đây. Bây giờ chúng ta đã phá vỡ được liên minh của bọn họ rồi. Giữa bọn họ sẽ không có điều gì để mà nói với nhau nữa rồi. Nhưng mà kể ra thì bọn họ đã lật mặt với nhau. Muốn làm khó chúng ta cũng là điều dễ dàng thôi. Chuyện này thì lại khác. Trước đây thì bọn họ kết hợp cùng nhau, chúng ta chỉ là người bị động phải chịu uất ức. Nhưng bây giờ thì bọn họ lật mặt trở thành kẻ thù của nhau. Chúng ta có thể chủ động xuất chiêu đánh từng kẻ một. Em nghĩ mà xem, tiếp theo sau thì bọn họ sẽ vì muốn có được tiền thưởng nhiều hơn nữa mà sẽ phải nhanh nhau đối xử càng tốt với chị hơn. Kẻ này chỉ sợ sẽ bị thua hơn kẻ kia. Như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội rồi. Mau mang ra đây con tiện nhân. Đau quá, chậm một chút, nhẹ một chút. Mẹ, mẹ, đây là bị làm sao vậy? Nhị gia, để con xem có chuyện gì xảy ra. Đại gia, cẩn thận một chút đó. Ở trên tay lão Thái Thái có vết thương. Lúc nãy Mã đại phu đã khám qua rồi, nói rằng vết thương của lão Thái Thái không có gì nghiêm trọng cả. Đại gia, nhị gia xin cứ yên tâm. Sao lại để xảy ra chuyện này cơ chứ? Việc này phải hỏi Mai Hương rồi. Mai Hương, em phụ trách chuẩn bị chụp hình. Trong vườn hoa có tổ ong dò dẻ mà em cũng không biết sao. Em làm việc kiểu gì vậy? Tiếc là trước đây ta vẫn còn khen em với lão Thái Thái nữa. May mà lão Thái Thái không sao, nếu không thì em làm sao mà gánh vác được sơ suất này. Lão Thái Thái là do Mai Hương không để ý, xin lão Thái Thái trách phạt. Xem ra việc quản lý trong nhà chắc là em không làm được đâu. Nhị gia, thiếp nghĩ rằng thôi thôi, ai mà biết được. Một hai lần sơ suất làm sao mà tránh được. Mai Hương, sau này làm việc phải cẩn thận một chút. Thôi,
Con thì thấy sợ lắm rồi. Việc quan trọng cũng không dám giao cho em được nữa. Lão Thái Thái, Nhị Gia, Thái Thái, mọi người hãy mau mau đi thăm mợ Sáu đi. Mợ Sáu, mợ ấy, Nhị Gia. Thái Thái, Mã Đại Phu, tình hình vết thương của mợ Sáu sao rồi? Tình hình vết thương của mợ Sáu tuy rằng rất là nghiêm trọng, nhưng chỉ cần uống thuốc tiêu độc trong một thời gian, chắc là không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, có phải là Nhị Gia đã đến rồi không? Bình Hà, đừng vào đây mà. Sao lại nói như vậy chứ? Nhị Gia cũng chỉ là quan tâm đến tình hình vết thương của em mà thôi. Chúng ta xem sao. Em đã nói là đừng vào đây mà, đừng vào đây mà, ra ngoài đi, ra ngoài đi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Được rồi, đi ra ngoài hết đi. Mã Đại Phúc, có để lại sẹo không? Việc này không biết chắc được. Lần này là do tao quá sơ suất. Ta nên nghĩ ra được. Bà ta mà giao việc cho ta nhất định sẽ không có điều gì tốt đẹp cả. Không cần nói, trong số người hầu được bố trí trong lần này nhất định sẽ có người do Thái Thái sắp xếp, cho nên mới có thể giấu được chuyện về tổ ong vò vẽ. Bà Mã Vất Vương này đúng là thật lợi hại mà. Chỉ cần ta không để ý một cái là đã rơi vào bẫy của bà ta rồi. Bây giờ ta phải điều tra sổ sách thu chi của bà ta. Đó lại là điều càng khó khăn hơn nữa. Lão Thái Thái sẽ phê bình ta. Bây giờ Thái Vi thất sủng bị giam lỏng, Bích Hà lại ra cái bộ dạng này, toàn bộ cái nhà họ Bạch này không còn người để đấu tranh với bà ta rồi hay sao? Vậy thì Đông Nhi của ta, Đông Nhi của ta phải làm sao đây? Đông Nhi của ta, ai sẽ báo thù cho nó đây? Việc của tiểu thiếu gia đã không còn cách nào để cứu vãn được nữa rồi. Mợ Hai, xin hãy nghĩ thoáng hơn, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình. Thái Thái, hôm nay Thái Thái thật làm cho người khác vui quá đi mà. Còn tiện nhân Bích Hà đó, khắp mặt sưng dù lên, xem nó còn làm sao mà để quyến rũ Nhị Gia nữa. Ta chỉ muốn để cho cô ta biết được đối đầu với ta chỉ là thấy trứng chọi đá mà thôi. Thái Thái chị thật là cao minh đấy mà. Lần này thì dùng tố ông vò vẽ đặt bẫy, không những làm bị thương mặt của Bích Hà mà còn đánh cho Mai Hương một đòn, để xem bà Mai Hương đó sau này còn có dám nhúng tay vào việc của gia đình nữa hay không. Bây giờ đấy đúng kế một hòn đá ném hai con chim mà. Cũng chỉ có Thái Thái chị mới có thể nghĩ ra được đấy. Thái Thái uống trà đi ạ. Vậy nếu mặt của Bích Hà mà khỏi rồi thì phải làm sao đây? Ta không muốn cho cô ta khỏi thì cô ta không thể khỏi được. Thái Thái lau mặt đi. Thái Thái, thuốc mà Mã Đại Phu mang đến đúng thật là tốt mà. Sau khi tôi bôi lên là vết ong đốt sẽ không còn đau nữa. Nhưng những ngày sau này chúng ta vẫn phải đóng giả với bộ dạng mang thương tích, nếu không sẽ bị người khác nghi ngờ. Ta biết là em chơi những vết đỏ này không đẹp, nhưng có xấu hơn nữa. Nhưng em cũng phải ngoan ngoãn bôi lên mặt cho ta. Nếu để hỏng dược của ta, ta sẽ không tha cho em đâu. Thu Lâm biết rồi mà. Mẹ, các tỷ tỷ nói mẹ bị ong mật đốt, có đau không ạ? Để Minh Nguyệt giúp mẹ thổi. Minh Nguyệt, mẹ không đau, không cần phải bận tâm gì mẹ. Ôm mẹ đi. Minh Nguyệt, nếu không phải vì con, mẹ nhất định sẽ cầm đao giết chết người của Đông Nhi, cùng đến chỗ chết. Trâm
Cho mama, mỗi năm kêu bà dạo ta đến đây. Cho mama ngồi đi. Quý thái, mỗi năm có chuyện gì muốn sai bảo tôi? Cũng không có gì, chẳng qua chỉ là muốn cùng cho mama nói dăm ba câu chuyện thôi. Cho mama đã ở Bạch Phủ được bao lâu rồi, được mọi người coi trọng, đối với mọi việc đều làm rất tốt, nên trong phủ có ngọn gió gì thổi qua ngọn cỏ cũng không qua được tai mắt của bà. Mỗi năm quá khen rồi. Ai già chẳng qua cũng chỉ là do các mợ đã chiếu cố tôi mà thôi. Thúy Bính, mang trà lên mời cho mama. Ta ngồi đây đợi trà. Cũng không biết là có hợp ý cho mama hay không. Không có gì. Gần đây trong phủ việc gì mới cũng không có. Bà cũng biết ta cả ngày đều ở đây, cũng không có ai nói chuyện với ta. Ta cũng thấy bức bối lắm. Bà có việc gì hứng thú thì kể với ta đi, để ta bớt nhàm chán. Việc bình thường thì nói rồi. Tôi đã nói những việc bình thường. Việc sai bảo của mợ năm tôi cũng không dám. Nếu có chuyện gì tôi cũng bị không thể nói cho mợ được, sợ ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của mợ. Cho mama. Này, cầm lấy đi. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn biết chuyện đó đây để giải khuây thôi. Mama cứ làm tốt mọi chuyện. Nói vậy thì bây giờ ở trong phủ đang có một chuyện mới. Việc quỷ hoại dung nhan của mợ sáu. Bích Hà quỷ hoại dung nhan, sao lại thế? Cái này là mợ sáu, thật ra là năm xưa bất lợi, rất được sủng ái. Nghe nói mợ ấy thích dùng ngân thần hương, còn thích dùng trung dược để tắm, vừa một phần dùng rau, một phần dùng trà. Nhị lão gia thường đến chỗ mợ ấy, nhưng có ai biết là bữa tiệc hôm đó bị con ong đốt vào mặt, dung mạo rất đẹp đều bị quỷ rồi. Bây giờ buổi tối vẫn thường nghe thấy tiếng khóc của mợ ấy. Tiếc quá, khuôn mặt đẹp như vậy. Mợ sáu, thuốc dùng được rồi. Còn nóng thì uống đi. Ngươi cứ để đấy, lát nữa ta uống. Ngươi ra ngoài trước đi. Dân ạ. Thúy Bính, đừng làm nữa. Dứt khoát phải đi ngủ cùng ta. Hằng ngày đã phải nằm nhiều rồi. Thế sao được? Có gì mà không được? Muội quên là lúc nhỏ ta và muội chúng ta vẫn thường ngủ chung một giường sao? Lại đây. Không nghĩ tới rằng Bích Hà lại bị hủy dung nhan. Nhưng như thế thì cũng xứng đáng với mợ ấy. Ai bảo mợ ấy trong lúc mợ đang bệnh cùng với nhị lão gia một bàn tay thì không thể dỗ lên tiếng được. Cũng không thể hoàn toàn trách mợ ấy. Mợ ấy cũng không phải là người tốt, trước đây đã nhìn nhầm người rồi. Cũng có thể đây là cơ hội của chúng ta đó. Cơ hội à? Cơ hội gì? Mợ năm, mợ đã ngủ chưa? Có người muốn gặp mợ. Giờ này rồi còn có ai vậy? Là Bích Hà. Mợ sáu, muộn rồi mà còn đến đây có việc gì vậy? Cái này là cho Châu Mama. Châu Mama thay ta giữ bí mật nha. Đương nhiên rồi. Mợ sáu mời vào. Là ai đấy? Danh Nhi, cái này là của ngươi. Vậy thì tối nay bất cứ ai cũng không thấy. Đúng đúng, mời mợ sáu. Cho mama xem này.
Mận Năm, mợ phải chịu khổ rồi. Mợ Sáu định làm gì vậy? Ta không dám nhận đâu. Thúy Bính, mau đỡ mợ Sáu đứng dậy. Ở đây không có ai diễn kịch cho ai xem đâu. Thúy Bính. Thúy Bính à, ta biết muội giận ta, nhưng ta đã hết cách rồi. Lẽ nào còn có người kề dao vào cổ của mợ Sáu? Ngày đó trong lúc mợ Năm đang hôn mê, luôn luôn nhắc đến tên của nhị lão gia. Tôi muốn đi kêu nhị lão gia về, nhưng không nghĩ đến sân thông. Nhị lão gia, tôi chỉ là một con nha đầu, tôi cũng không có cách nào khác. Được rồi Thúy Bính, đi pha trà đi. Đã đến rồi thì ai cũng là khách. Ta đã canh thời gian rồi, cũng chỉ có mợ Sáu đến thăm ta thôi. Sao vậy? Mai Hương tỷ không đến thăm mợ. Nhưng cũng là Mai Hương tỷ tỷ cũng rất bận, bận giúp thái thái quản lý việc trong phủ, và còn bận hầu hạ lão thái thái, chắc là cũng khổ lắm. Nghe nói mợ Sáu cũng rất bận, bận hầu hạ nhị lão gia. Thúy Bính, mụi đừng nói móc ta nữa. Mọi người xem bộ dạng ta lúc này, sao lại có thể hầu hạ nhị lão gia nữa? Mợ Năm, bây giờ thái thái coi tôi như là cái gai trong mắt. Tôi ở Bạch Gia như đôi giày, đại phu kê thuốc cho tôi cũng không dám uống bừa. Tỷ tỷ, tôi biết mợ có cách để chữa khỏi khuôn mặt cho tôi. Xin mợ Năm chiếu cố, nể tình thân phận chủ tớ mà chữa khỏi mặt của Bích Hà. Nếu như mặt của tôi trở lại bình thường, tôi nhất định sẽ báo đáp công ơn của mợ Năm. Tôi nghĩ sao mợ lại tốt thế đến thăm mợ Năm, thì ra mợ đến đây cũng có mục đích. Sao mợ có thể tin ta? Mợ không sợ ta hại mợ sao? Tôi đã theo hầu hạ mợ Năm lâu lắm rồi, tôi rất hiểu mợ. Mợ là người tốt, bất kể khi nào mợ cũng không bao giờ hại người khác. Mợ cầm thư này thay ta đi lấy thuốc. Đây là lọ thuốc phụ, dùng bôi đều đặn lên mặt. Mợ Năm, mặt của tôi đến ngày 20 tháng sau có thể khỏi được không? Ngày 20 tháng sau à? Đấy là ngày sinh nhật của nhị lão gia. Nếu như ngày nào mợ cũng kiên trì dùng thuốc thì có thể. Đa tạ mợ Năm, đa tạ mợ Năm. Nói đến ngày sinh nhật của nhị lão gia lại làm ta nhớ đến những chuyện cũ. Chuyện cũ gì? Ta và nhị lão gia thả đèn Khổng Minh cầu nguyện. Ngày sinh năm nào ta cũng thắp đèn cho lão gia. Những lúc đó lão gia đều rất vui. Mợ Sáu đi đường cẩn thận. Khổng Minh Đăng, đèn Khổng Minh. Quý Tha, mợ Năm, tôi thật không thể hiểu nổi sao mợ lại tốt bụng giúp Bích Hà trị bệnh, lại còn nói với mợ ấy nhiều chuyện như vậy. Tôi cảm thấy là mợ ấy không thể nhớ được lòng tốt của mợ. Mợ xem, mợ ấy đến lâu như vậy cũng không biết hỏi mợ có khỏe không, còn thiếu cái gì nữa. Ai nói là ta giúp mợ ấy, chỉ là ta tự giúp chính mình mà thôi. Mợ Năm, ý của mợ là gì? Thúy Bính, mười nói xem ở trong phủ này ai có quyền lực để giải thoát cho ta? Là lão thái thái, nhị lão gia và còn có thái thái nữa. Nhị lão gia coi ta là một người phụ nữ không có phẩm hạnh, phu phụ không có cùng ở nhau, còn giữ tính ném ta ra sao? Lão thái thái vì chuyện của đại lão gia mà căm hận ta,
để có thể giữ được mạng của ta đã không dễ gì. Chắc là cả kiếp này bà ta không để ta thoát. Ngoài ra còn có thái thái. Thái thái, thái thái là người không đồng ý để mợ được ra ngoài nhất. Mợ quên là trước đó bà ta đã hại mợ, hại mợ Tư Sao, và chỉ cần chúng ta có thể tạo ra cảm giác nguy hiểm, buộc bà ta phải ra tay, cảm thấy đó là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Càng Sinh. Mẹ, muộn rồi mẹ còn đến đây để làm gì? Ta nghe nói con điều Cần Phong đi xa lo công chuyện, mất một thời gian rất dài không thể về nhà. Có đúng là có việc này hay không? Không sai. Vì đại ca là người thích hợp nhất. Cái gì mà là người thích hợp nhất? Rõ ràng là con không ưa nó. Con muốn đẩy nó đi, có phải là con muốn Cần Phong một khi không về nữa mới đúng như ý nguyện của con hay không hả? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Sao con có thể nghĩ ra những cách như vậy được chứ? Mà lại lần này đại ca đi trên đường tuyệt đối an toàn, người đi theo cũng rất đông. Đại ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Không được, lần này ta tuyệt đối không để cho Cần Phong đi, tuyệt đối không để cho nó phải mạo hiểm nữa. Ta yêu cầu con phải lập tức đổi người. Ta muốn Cần Phong ở nhà với ta. Mẹ, con đã quyết định phát triển dài hạn với xưởng thuốc. Con hy vọng mẹ có thể hiểu. Con, ta nói cho con biết, nếu như Cần Phong có chuyện gì thì cả đời này ta cũng không tha cho con. Doanh Nhi, dung mạo của ngươi phải ở đây với ta thì tiếc quá. Điều là do số rồi, còn cách nào khác nữa. Nói ra những lời này, ngươi cũng đã phải đấu tranh nội tâm rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi chưa? Qua nửa năm thì đủ 18 tuổi rồi. Cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi. Nhưng hàng ngày tôi đều phải ở đây, không có quyền gì. Có cái gì có thể kết hôn được? Không phải bị các vị thái thái lãng quên, thì đã bị gả cho một lão già bệnh tật rồi. Nên hàng ngày ngươi không thể phiền muội ngồi ở đây. Ngươi phải ra ngoài gặp gỡ nhiều người. Không biết chừng vận mệnh tốt đang chờ ngươi. Nhưng mà hàng ngày tôi đều ở trong phủ đi qua đi lại, bị các vị thái thái biết rồi, kề bên suốt. Nói thì nói, ngươi có thể đến xưởng thuốc đi đi lại lại. Theo hiểu biết của ta thì ở đó có nhiều thợ trẻ chưa thành thân đâu. Ngươi sẽ tìm được người thích hợp, sau đó bảo hắn đi xin nhị lão gia, thì chuyện tình duyên này xong rồi. Kể cả thái thái cũng không thể làm khó ngươi. Mỗi năm nói cái gì vậy? Những gì ta nói đều là việc nghiêm chỉnh. Nếu như không muốn nghe thì ta không nói nữa. Mười năm mà, ngay cả khi Doanh Nhi muốn đi cũng không có một lý do chính đáng chứ. Nếu không, tôi chỉ là một con nha hoàn trong phủ, chạy đi chạy lại ở nơi này đến nơi khác. Được rồi, giúp người giúp đến, cùng đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Ta cho ngươi một lý do để đến xưởng thuốc. Ta muốn lấy tam thất ở xưởng thuốc. Lúc ngươi đi thì nói là do ta sai đi, đi lấy tam thất. Nếu không hiểu gì thì hỏi mọi người, như vậy cũng có nhiều cơ hội để nói chuyện với người khác. Chỉ cần nhớ là lấy tam thất trở về. Nói như vậy, lý do này là đầy đủ rồi đó. Được chưa hả? Đa tạ mỗi năm. Tốt quá, có từng này tam thất có thể bồi bổ thân thể của mợ rồi. Bổ khí là tốt nhất, tam thất bổ máu nhất. Dùng tam thất để bổ máu thì tốt. Nếu như đoán không lầm, ngày sinh nhật của nhị lão gia cũng là ngày Bích Hà phục sủng. Nếu như Bích Hà có thể một lần phục sủng, vậy thì ngày chúng ta được giải thoát cũng không còn xa nữa rồi. Ngày nào chúng ta cũng bị nhốt ở đây cũng không có gì là tốt, chỉ có thể dựa vào tham thức để bồi bổ sức khỏe. Con đường trước mắt vẫn còn rất gian khổ, không giữ sức khỏe tốt thì làm sao được. Mợ Năm, mợ thật là thông minh quá, nghĩ ra cách này để lấy tam thất chỉ là khiến cho Doanh Nhi có thể tìm được người thích hợp. Vậy không phải là hời quá sao? Cô ấy xấu tính lắm đó, mỗi người đều có số phận của mình. Tương lai như thế nào thì không ai có thể nói rõ được. Đây là con đường của cô, thì xem cô ta sẽ tự đi như thế nào thôi.
thái thái. Thái thái, uống trà trước đi, nghỉ ngơi một lúc đi. Nhanh quá, sắp đến sinh nhật của nhị lão gia rồi, tất cả đều phải chuẩn bị tốt. Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, nhưng cơ hội lần này làm không khí náo nhiệt một chút nha, thay đổi không khí, nhị lão gia nhất định sẽ rất vui. Bích Ba Uyển bên đó ra sao rồi? Nghe nói Bích Hà ngày ngày nhốt mình trong phòng không ra ngoài gặp ai, lấy nước mắt rửa mặt. Xem ra như vậy thì mặt không thể đẹp được nữa rồi. Kiếp này nó không chết cũng vô dụng. Đúng rồi, trong ngày sinh nhật của nhị lão gia, ngươi phải chuẩn bị rượu ngon với tinh rượu ngon. Đêm sinh nhật nhị lão gia năm ngoái đều đến phòng của ta, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Ta muốn cùng nhị lão gia uống rượu. Đa tạ, đa tạ. Nào, nào. Tốt rồi. Càng Sơn, mấy năm nay vì việc của xưởng thuốc con đã vất vả rồi, mẹ kính con. Cảm ơn mẹ. Sinh nhật vui vẻ. Nhị lão gia, kính. Được. Mấy ngày gần đây nàng vất vả rồi. Nào. Bạch gia hôm nay thật rộng lớn náo nhiệt, tương lai sau này ngày càng phát triển. Đa tạ, đa tạ. Nào. Mợ Năm à, có cần tôi đi lấy ly nước cho mợ không? Doanh Nhi, Doanh Nhi, con nhà đầu chết tiệt này đi đâu rồi? Náo nhiệt quá, ta cũng đi xem thế nào. Hai tên khốn kiếp này đều chạy đi xem rồi, để chúng ta ngồi ăn ở đây, chúng ta là phạm nhân hay sao hả? Thôi kệ đi, muội không cần vì việc này mà tức giận. Dù sao chúng ta cũng không thể ra ngoài. Đa tạ, đa tạ. Tốt, tốt, đúng là không tệ. Cáo từ. Bạch thiếu gia, cảm ơn Bạch phủ. Cáo từ, đa tạ. Chúng ta đi thôi. Phước Phương, hôm nay đón khách đều nhờ cậy vào nàng, vất vả cho nàng rồi. Đều là việc thiếp nên làm mà. Chỉ cần nhị lão gia vui, Phước Phương cũng thấy vui. Hôm nay ta rất vui. Cảm ơn nàng. Ta trông nàng mệt mỏi lắm, đi ngủ trước đi. Nhị lão gia, Phúc Phương đã bài bàn mỹ tủ ở giường. Không biết nhị lão gia có hứng thú uống rượu cùng với Phúc Phương không? Được. Nhị lão gia, thái thái. Nhị lão gia, đèn khổng minh đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, chưa từng xem qua, đẹp quá. Nhìn xem đây này. Chưa từng xem qua, rất đẹp. Thái Vi, nhị lão gia, bay rồi. Đẹp quá. Mượn Năm, gió lớn lắm, cẩn thận cảm lạnh đấy.
Là ai? Nhất định là Bích Hà. Lần trước mợ đã từng nói qua với mợ ấy, không ngờ rằng mợ ấy dùng cách này để mê hoặc nhị lão gia. Đúng là không sợ mất mặt ấy mà. Nhị lão gia. Bích Hà. Nàng ở đây làm gì? Ở quê thiếp có một truyền thuyết rất đẹp. Nếu có thể trong ngày sinh nhật của người mình yêu thả đèn khổng minh cầu nguyện cho người ấy, thì có thể biến tâm nguyện của người ấy thành sự thật, phúc vận vẹn toàn. Càng sơn, mười chúc huynh tâm nguyện thành sự thật, phúc vận vẹn toàn, mỗi ngày đều có chuyện tốt. Thiếp biết rằng cho tới nay nhị lão gia đối với Bích Hà có nhiều hiểu lầm, nhưng để nhị lão gia tin tưởng tất cả mọi việc Bích Hà làm đều là vì tấm lòng yêu quý lão gia. Bích Hà không cầu nguyện sự thương yêu của lão gia, chỉ mong nhị lão gia kiếp này có thể vui vẻ hạnh phúc. Mợ hai, tôi đã đi do thám rồi. Là mợ sáu, là Bích Hà. Mợ ấy đã khỏi bệnh rồi sao? Khỏi bệnh rồi. Không ngờ rằng mợ sáu lại có thâm kế như vậy. Trước đấy luôn lo vết thương của bản thân, đến thời điểm then chốt nhất thì lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn, không thể dừng lại được. Thả đèn khổng minh cho lão gia là việc mà hàng năm Thái Vi vẫn làm. Lần này Bích Hà nhất định có thể tự mở cho mình một thiên địa mới. Nhưng vì lão gia nhầm tưởng thành mợ năm, mợ sáu làm gì? Không phải đã khiến cho nhị lão gia nhớ lại kỷ niệm với mợ năm sao? Không phải là phản tác dụng sao? Sự tồn tại của Bích Hà vốn là để nhắc nhở nhị lão gia. Thái Vi vì lão gia làm mọi chuyện. Nếu nhị lão gia vất vả Thái Vi thì đã không nên đến chỗ của Bích Hà. Nhị lão gia có thể hận Thái Vi, có thể thất vọng vì Thái Vi, nhưng lão gia không bao giờ có thể vứt bỏ Thái Vi được. Bích Hà cũng có thể nghĩ sâu hơn một chút. Yeah.
Nàng ngủ đi. Nhị lão gia không lên giường ngủ sao? Vì sao vậy? Vì sao mỗi lần lão gia đến với thiếp đều ngủ ở trên ghế? Rốt cuộc Bích Hà đã làm gì sai việc gì? Rốt cuộc Bích Hà phải làm gì mới có thể lay động trái tim của lão gia? Nàng đi ngủ đi, đừng nói nữa. Không, thiếp muốn cùng lão gia. Ta nói rồi, nàng đừng nói nữa. Không phải nói là mặt của ả đang không đẹp hay sao? Ngươi làm gì cái kiểu gì vậy? Tất cả đều là lỗi của Cảnh Lang thái thái bất giận. Ta không cần biết là dùng cách gì, nhất định sẽ điều tra ra là ai, chữa khỏi mặt cho nó. Dừng. Thôi rồi, là đối thủ quá xảo quyệt, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Đứng dậy đi. Tạ ơn thái thái. Nàng cũng ăn đi. Nàng muốn cái gì? Bích Hà chỉ cần hàng ngày có thể nhìn thấy lão gia thì đã mãn nguyện rồi. Thật là không muốn gì sao? Vậy thì thôi. Lần trước lúc có tiệc ở hoa viên, thiếp đã không cẩn thận làm mất miếng vàng lão gia tặng thiếp. Đợi lát nữa ta sẽ sai ông chủ tiệm vàng mang một cái mới nhất đến. Nàng cứ chọn cái mà nàng thích, nếu thích chọn nhiều cái cũng không có vấn đề gì. Lão gia đối với Bích Hà thật là tốt. Đa tạ lão gia. Nàng ăn đi. Chúc mừng mợ sáu, lão gia đối với mợ tốt quá. Đây chỉ như là một việc để bù đắp thôi. Mợ nói gì vậy? Không có gì. Rốt cuộc đối với cái gì cũng không cứng hơn. Bích Hà thỉnh an lão thái thái. Bích Hà đến rồi, lại đây để ta xem. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh kia, lột vỏ thay khuôn mặt mới rồi. Xem ra so với trước đây vẫn rất đẹp. Là vị đại phu nào đã chữa trị? Là Mã đại phu chữa trị. Con vẫn luôn uống thuốc của ông ấy. Nói cho cùng thì cũng phải cảm ơn thái thái. Nếu không phải thái thái mời đại phu cho con, Bích Hà cũng không thể chống hồi phục. Thái thái thật hiền từ. Đúng rồi, Thanh Minh năm nay sao rồi? Phúc Phương và Mai Hương có việc để bận rồi. Ta thấy bàn thờ tổ tiên sẽ do Bích Hà chuẩn bị. Bích Hà chỉ là mợ sáu, sao lại có thể gánh vác trách nhiệm to lớn ấy? Năm trước đều là do con đích thân chuẩn bị. Phúc Phương, không phải là ta không tin nhiệm con, nhưng mà trước đây mọi việc trong nhà ta cảm thấy con đã vất vả quá rồi. Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Nhưng vẫn luôn là do con lo liệu. Ta không nhắc đến việc lần này cũng không làm được. Bích Hà, Bích Hà đa tạ sự tín nhiệm của lão thái thái. Muội muội, chiếc vòng của muội đẹp quá. Để ta xem.
Mai Hương tỷ tỷ thật là có mắt nhìn đấy. Tiệc ở Hoa Viên lần trước, chiếc vòng của muội không biết là ở chỗ nào rồi, vô tình làm mất rồi. Muội chỉ có trước mặt nhị lão gia tiện mồm nói một câu, không ngờ lão gia cũng lưu tâm kêu người đến tiệm vàng mang đến rất nhiều món trang sức để muội chọn. Đây chỉ là một trong số đó. Nghe nói là vật phẩm mang từ Hương Cảng tới. Vị lão gia thật là có lòng với muội. Xem ra bây giờ mở năm không bị được với muội rồi. Đang vui lại nói đến chuyện đấy làm gì hả? Dây chuyền của Bích Hà kể từ khi bị mất ở Hoa Viên, có thể kẻ trộm chính là người ở trong Bạch phủ. Bạch gia chúng ta tuyệt đối không cho phép có thuộc hạ trộm cắp. Mai Hương, tiệc ở Hoa Viên lần trước là do con chịu trách nhiệm, vậy con có thể mang được tên trộm ra đây? Vâng, lão thái thái. Mai Hương nhận định sẽ điều tra ra là kẻ nào trị theo gia pháp. Nói đến, đột nhiên ta lại nhớ ra một chuyện. Mấy ngày trước có con gia đầu nhặt được ở Hoa Viên một sợi dây chuyền rồi đưa cho ta. Ta vốn nghĩ mời khách của muội đến nhận, nhưng mà vì bận lo sinh nhật cho lão gia nên quên mất thôi. Vậy nhất định là sợi dây mà Bích Hà làm mất. Để lát nữa ta sai người tìm, ngày mai sẽ mang trả lại cho muội. Vậy phiền Phương thái thái rồi. Việc kỳ quái năm nào cũng có năm nay đặc biệt nhiều. Là mợ sáu bị hủy dung nhan, cũng không biết là vì sao, chỉ trong thời gian một tháng lại hoàn toàn khỏi. Không chỉ có vậy, trong ngày sinh nhật của lão gia còn có thể phục sủng. Ngày thứ hai, nhị lão gia liền sai người làm chiếc vòng bằng vàng lớn, mang đến rất nhiều trang sức quý để cho mợ sáu chọn. Sự sủng ái này bây giờ đều bị chia rồi. Vậy lão thái thái có thái độ như thế nào đối với Bích Hà? Nói đến mợ sáu, không biết là có phải được lo hương khói cho tổ tiên không? Mợ ấy rất được lòng lão thái thái. Lão thái thái đối với mợ ấy rất là sủng ái, không chỉ bình thường chăm sóc mợ ấy hơn, lần này lại còn để cho mợ ấy lo chuyện hương khói. Lần này thật là đã quá cất nhắc mợ ấy rồi. Bây giờ mợ sáu bất kể đi đâu đều được mọi người kính trọng nghe theo. Mọi người làm ở trong phủ nói rằng mợ ấy đã là một nửa thái thái rồi. Đương nhiên rồi, cũng không bằng được quãng thời gian mà mợ năm được sủng ái. Bây giờ ta còn nói gì đến chuyện sủng ái nữa, cửa còn không ra được. Trông mama. Mợ năm, vậy tôi không làm phiền mợ nghỉ ngơi nữa nha. Mợ năm à, tôi mang cơm đến cho mợ đây. Đúng là doanh nhi càng ngày càng lợi hại nha. Thức ăn lần này phong phú hơn lần trước. Làm việc cho mợ năm thì nhất định phải gắng hết sức thôi. Nhà đồ thối. Mợ năm, mợ không ngủ được à? Có phải là vì việc của Bích Hà và nhị lão gia? Mợ đừng nghĩ nhiều quá, tỉnh dưỡng cho tốt. Nhất định có một ngày nhị lão gia có thể hiểu được nỗi khổ của mợ, đến lúc đó sẽ đối xử tốt với mợ. Lão gia vẫn còn hận ta hại chết đứa trẻ. Khi lão gia vi phạm lời thề là lúc bắt đầu ở với Bích Hà, lão gia đã không còn tin ta, cũng không còn tốt với ta. Bây giờ lão gia thích ai, đang ở cùng với ai, đối với ta cũng không còn gì là quan trọng nữa rồi. Ý nguyện lớn nhất của ta bây giờ là được thoát ra ngoài. Nguyên nhân cha ta và Quế Cầm chết, còn ta và đứa con đoản mệnh tìm lại công đạo, còn có ta không muốn để người tốt với ta phải chịu khổ. Thúy Bính,
là vì muội. Ta nhất định phải thoát ra ngoài. Ta không thể để cho muội phải ở đây với ta, cùng chết dần chết mòn ở đây mỗi năm. Đợi đến lúc chúng ta có thể thoát ra, ta sẽ nghĩ cách để đón tiếp Trương Mama. Cả nhà ta có thể đoàn tụ. Thật không? Đương nhiên rồi. Trương Mama và muội là hai người thân nhất của ta. Sao ta lại có thể nhìn thấy một người cô đơn lưu lạc ở bên ngoài? Chỉ là phải đợi đến lúc nào mới có thể thoát ra được. Nếu không nằm ngoài dự đoán, chúng ta sẽ nhanh chóng được tự do thôi. Nhưng trước lúc đó, muội phải phối hợp với ta để diễn một vở kịch. Không xong rồi, không xong rồi. Người đâu đến đây, nhanh lên. Mở năm sao rồi? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sáng nay tôi thức dậy cùng với mở năm, mở liền thấy đau bụng. Tôi vốn lại không nghĩ có chuyện gì to tát, nào ngờ ngày càng đau. Bây giờ sắc mặt cũng biến đổi rồi, cũng không biết là phải ăn thứ gì hay là nhiễm lạnh nữa. Uống nước, uống nước bình tĩnh trước đi, có lẽ là sẽ tốt thôi. Mở năm à? Mở năm, sao vậy? Sao vậy? Chồng mama, tôi nói cho bà biết, mở năm mà có chuyện gì thì bà cũng đừng có nói là không có liên quan gì nha. Cô nương đừng có gấp quá, ta sẽ đi tìm đại phu ngay, ta đi ngay đi. Mở năm, mở rốt cuộc là cảm thấy như thế nào rồi? Thái thái thực sự trả cho cổ sao? Ngươi nói đi. Chỉ cần nhớ lại bộ dạng của cổ lúc đó, ta đã tức không thở được rồi. Mở nói xem rốt cuộc là cổ chỉ là một con hạ nhân, cũng không biết là nhị lão gia thích gì ở cổ nữa. Thái thái, bây giờ nhị lão gia sủng ái cổ, lão thái thái còn bảo vệ cân nhắc cổ, có thể cổ còn có thể có con, vì sau này cổ không coi ai ra gì rồi. Thái thái, Tường Vi Uyển Châu mama đang tới, có việc gấp cần báo. Cảnh Lan, ngươi đi xem có việc gì. Nếu không phải việc gấp, ngươi xem cách nào mà lo liệu. Dân Tường Vi Uyển, không phải rồi, ta cũng quên mất người này của Hoàng Thái Vi. Xem ra Thái Vi vẫn còn quan trọng trong lòng lão gia. Chỉ cần thả Thái Vi thì người trong phủ không thể chống lại ta. Nhưng không ngờ rằng cổ đối với Bích Hà. Đàn ông à, cái gì mà chân tình đấy à? Đều là giả hết. Chỉ cần là còn trẻ, đẹp, mới mẻ, đàn ông không thể không thích được. Đi